Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Học Đọc Trên Online. Thì tôi là Mẫn Nguyễn. Thì hôm nay tôi sẽ tiếp tục đi hướng dẫn cho các bạn làm cái chức năng login và chức năng editor ở trong cái công nghệ React. Thì bữa này là phần 2, thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái chức năng login. Đó, thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm như sau. Thì quay lại cái demo của tôi ở buổi trước. Thì ở buổi trước thì tôi đã demo cho các bạn làm về được cái chức năng đăng ký, và tôi đã hướng dẫn cho các bạn khi mà click vào cái button save này thì chúng ta đã xử lý và chúng ta đã đổi chữ thông tin người dùng vào trong cái phần default bài bài ở đây như vậy. Đó, thì nếu mà bạn nào chưa coi cái video về hướng dẫn làm cái chức năng đăng ký ấy, thì các bạn vô cái kênh YouTube Học Đọc Trên Online của tôi. Thì ở đây thì bữa trước thì tôi đã quay cái phần 1 là làm cái chức năng editor. Thì các bạn vô cái kênh YouTube của tôi và các bạn xem cái video Login and Editor in React.js Part 1 Editor như vậy. Còn hôm nay tôi sẽ đi demo cho các bạn làm cái phần thứ hai, là cái phần về xử lý về chức năng Login. Thì trước khi làm cái chức năng Login thì đối với cái form Editor này thì nó còn một cái issue nữa. Nó là cái issue khi mà click vô cái button save này. Nếu mà cái thông tin người dùng, nếu mà chúng ta đã lưu chữ thành công vào trong cái phần RESTful API rồi, thì chúng ta cần phải điều hướng, chuyển hướng người dùng về một cái trang khác, ví dụ là về trang Home hoặc là về cái trang Login chẳng hạn. Thì tôi sẽ đi xử lý cho các bạn xử lý cái issue này, và sau đó tôi sẽ đi demo cho các bạn làm cái chức năng Login. Thì quay lại source code thì tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn này. Thì ở trong cái command editor này thì bây giờ tôi sẽ đi khởi tạo thêm một cái biến tay nữa, là cái biến editor success. Và giá trị khởi tạo thì tôi sẽ cho nó là false. Rồi theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng cái biến editor này. Thì ở cái chỗ đen này này, khi mà chúng ta thực hiện đăng ký người dùng thành công á, thì chúng ta sẽ thực hiện set lại cái bên tay cho cái biến editor set này. Thì tôi sẽ gọi git.set tay, và tôi sẽ set lại cái tay cho cái biến editor set này. Tôi sẽ set lại cho nó là bằng true. Rồi theo thì ở chỗ render này, thì bây giờ tôi sẽ viết code để kiểm tra. Tôi sẽ if này, tôi sẽ kiểm tra nếu mà cái biến tay là git.tay chấm editor set, nếu mà nó bằng true á, thì tôi sẽ return về, tôi sẽ return về cái command gọi là navigate. Đây, tôi sẽ import cái navigate từ cái thư viện react.dom rồi này. Đó, thì các bạn nhớ import cái navigate từ cái thư viện react.dom rồi. Rồi theo thì ở chỗ này tôi sẽ thêm cho nó một số cái dot như sau. Đầu tiên thì tôi sẽ thêm cho nó cái dot là true. Thì tôi sẽ cho giá trị của nó là đường dẫn là tôi cho nó tới là chuyển login chẳng hạn, được tôi sẽ trả về cái trang login chẳng hạn. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái relay. Relay tôi sẽ cho là bằng true. Relay tức là thay thế. Rồi theo tôi sẽ đích cho say này. Rồi theo tôi sẽ lên lại trình duyệt này. Chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ đi thực hiện đăng ký một cái người dùng mới này. Chẳng hạn như tôi sẽ có cái mẫn dev 2 chẳng hạn. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái password. Rồi theo tôi sẽ nhập cái email. Rồi theo tôi đích cho say này. Nó đang bị lỗi này, tôi sẽ đi kiểm tra lại này. Lỗi này chắc là do cái phần mock server, tôi sẽ tải cái phần mock server đi. Đây tôi sẽ đơn cái lệnh để mà tải mock server này. Rồi theo tôi sẽ lên lại trình duyệt này. Tôi sẽ click cho save lại này. Đó thì các bạn thấy là nó sau đây là user set này. Và nó chuyển tôi về cái trang gọi là chuyển login này. Đó thì nó đã điều hướng cho tôi, chuyển hướng cho tôi về cái trang gọi là login này. Rồi tiếp theo tôi sẽ đi demo cho các bạn design cái form cho cái phần login này. Thì cái form login thì nó gần giống với cái form bên cái trang editor và cái trang đăng ký. Thì tôi sẽ qua cái trang editor và tôi sẽ copy code này. Thì bây giờ tôi sẽ quay lại source code này. Thì trong cái folder src này tôi sẽ tạo một cái file gọi là login.gx. Rồi tôi cũng tắt là accc và tôi nhấn enter để nó tạo ra một cái
class component thì nó đã tạo cho tôi một cái class component nó kim như vậy. Rồi theo tôi sẽ qua cái trang editor và tôi sẽ copy ở trong cái khối editor này qua. Đây, tôi sẽ copy cái chỗ editor này qua đây. Và tôi sẽ đè lên cái chỗ hàm editor này này. Rồi tương tự tôi sẽ import mấy cái component như là container này. Rồi theo là row này. Rồi theo là column này. Rồi theo là card này. Rồi theo là cái form. Cái form thì tôi sẽ import cái form từ cái thư viện TF Bootstrap. Các bạn nhớ import cái form từ cái thư viện TF Bootstrap nha. Rồi theo tôi sẽ import cái button. Đó thì tôi sẽ import một số cái công năng từ thư viện TF Bootstrap sau. Như là button này, card này, column này, container này, form này, row này. Đó. Rồi theo thì đối với cái form login ấy, thì tôi sẽ có hai cái field là username và password rồi. Còn cái field email tôi sẽ bỏ đi. Và cái button chỗ này tôi sẽ sửa thành là button login. Rồi theo là cái hàm handle register tôi sẽ sửa thành cái hàm gọi là handle login. Rồi theo thì tương tự thì để tương tác được với mấy biến tay như là username và password thì tôi cũng hẳn phải có cái biến tay cho nó. Thì tôi sẽ qua cái hàm register và tôi sẽ copy mấy cái biến tay qua này. Thì tôi sẽ copy biến tay như là username và password. Và tôi sẽ có thêm cái biến tay gọi là e-login success. Đó, thì tôi sẽ có ba cái biến tay là username, password và e-login success như vậy. Rồi theo tôi sẽ có cái hàm gọi là hàm handle login. Thì tương tự bên này, tôi sẽ copy cái hàm handle editor cái này qua. Tôi sẽ sửa cái hàm handle editor lại thành hàm gọi là handle login. Hàm handle login thì tương tự tôi sẽ có event.event default để tránh cái trường hợp là nó default hay default lại trang. Và theo chẳng hạn như tôi sẽ enter và tôi sẽ test thử xem là cái biến tay này username nó có nhận được cái giá trị hay không này. Đó, rồi theo cái nick save này. Rồi theo tôi sẽ lên lại trình duyệt này. À, ngoài ra thì đối với cái đường dẫn là chuyển login này này thì tôi còn phải define ra một cái DAO cho nó nữa. Thì tôi sẽ quay lại cái file index.js này và tôi sẽ copy cái DAO này này. Và tôi sẽ tạo ra cái DAO cho cái trang login. Đây tôi sẽ có cái DAO thứ hai là chuyển login. Rồi theo là cái environment thì tôi sẽ gọi đến cái login. Đó, tôi sẽ gọi đến cái login của một lần như vậy. Rồi theo tôi sẽ nick cho say này. Rồi theo tôi sẽ lên lại trình duyệt này. Đó, lên lại trình duyệt thì bây giờ các bạn thấy là cái form login thì nó có giao diện như vậy. Thì cái title thì tôi sẽ sửa thành là login now này. Đây tôi sẽ quay lại source code này. Chỗ này tôi sẽ sửa thành login now. Rồi theo tôi sẽ nick cho say này. Rồi theo tôi sẽ lên lại trình duyệt này. Đó thì bây giờ các bạn thấy là cái phần title nó sửa lại cho tôi là docking down như vậy. Rồi theo thì chẳng hạn như là cái username tôi sẽ nhập vào cái username là abc chẳng hạn và tôi nick cho docking này. Đó thì các bạn thấy là nó đã enter cho tôi là test abc này. Tôi nick cho ok này. Rồi theo tôi sẽ đi tiếp tục xử lý cho cái hàm handle docking này. Thì chỗ enter này bây giờ tôi sẽ comment lại này. Rồi tiếp theo tôi sẽ đi gọi cái hàm phép. Đây tôi sẽ gọi hàm phép từ cái thằng JavaScript từ đây một cái hàm của JavaScript này. Thì tôi sẽ đầu tiên thì tôi sẽ có cái truyền cho nó cái URL như sau. Đây tôi sẽ copy cái URL này này. Rồi theo là xuyệt này. Rồi theo là tôi sẽ cộng với lại cái div.tay. Rồi chấm username. Thì khi mà nó gọi cái hàm phép và gọi đến cái API này này thì nó sẽ trả về cho chúng ta một cái default. Thì tôi sẽ chấm tên này.
Rồi theo tôi sẽ return về. Tôi sẽ return về là cái default. Và tôi sẽ chấm JSON. Rồi theo thì tôi lại chấm end nữa. Rồi theo tôi lại có cái default tiếp nữa. Thì trong cái end default thứ hai này thì tôi sẽ console log ra chẳng hạn. Thì tôi sẽ console log ra cái default. Rồi theo tôi sẽ nick chỗ say này. Rồi theo tôi sẽ lên lại trình duyệt này. Tôi sẽ quay lại cái ứng dụng của tôi này. Thì chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ impact cái trình duyệt đây này. Và tôi sẽ check cái console này. Chẳng hạn như tôi sẽ nhập một cái username nào đó vô cái field username. Tôi nick vô login này. Đó thì bây giờ các bạn này sau đây cái error là get cái username là ABC. Là lỗi 474 nó fail, tức là cái username này nó không tìm được này này. Đó. Chẳng hạn thì tôi quay lại cái phần API của tôi này, tôi refresh lại này. Thì ở đây tôi chỉ có hai cái username là mận F1 và mận F2 thôi. Thành ra là khi mà tôi nhập vô cái username là ABC như vậy, vì nó không có cái username ấy, thành ra nó sẽ trả cho tôi là 474 như vậy. Rồi theo chẳng hạn như là bây giờ tôi sẽ near đi này và tôi sẽ nhập một cái username thật này. Tôi sẽ có một cái username là mận F1 này. Rồi theo tôi nick cho login này. Đó thì bây giờ các bạn thấy là nó không bị lỗi nữa này. Và bây giờ nó trả về tôi một cái đối tượng ở dạng JSON như vậy. Và cái đối tượng của tôi thì có cái username là mận F1 này. Đó, thì đây là một cái đối tượng nó nhận về sau khi gọi cái API này này. Đó. Và nó trả về cho tôi status code là 200 này. Ok này, đó. Tức là nó đã lấy ra được cái user rồi. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn thực hiện check cái logic để mà compare cái password. Thì tôi sẽ compare cái password mà user nó nhập được ở trên này này với lại cái user ở trong cái default ở đây. Ví dụ cái password ở trong cái default tôi nhận được rồi này, thì tôi cần phải compare hai cái password ở cái default này và cái password mà người dùng người ta nhập ở trên này này. Nếu mà nó map, tức là nó bằng nhau á, thì tôi sẽ cho phép người dùng người ta log in. Thì bây giờ tôi sẽ đi tiếp tục hướng dẫn các bạn xử lý sau. Đây, chỗ đen này bây giờ tôi sẽ comment lại này. Đây, chỗ console này bây giờ tôi sẽ comment lại. Rồi theo tôi sẽ xử lý như sau, tôi sẽ if. Tôi sẽ có cái object và tôi sẽ gọi key, gọi hàm key này và tôi sẽ check cái default trên vào. Mà nếu mà nó chấm name mà bằng 0 á thì tức là cái user nó không tồn tại á, thì tôi sẽ anner lên chẳng hạn. Tôi sẽ add là đi enter valid username. Rồi theo thì đối với cái trường hợp ngược lại á, thì tức là cái user nó có tồn tại á, thì tôi sẽ đi xử lý như sau. Thì tôi sẽ đi compare cái password này, tôi sẽ if, tôi sẽ default và tôi sẽ chấm password. Nếu mà nó bằng cái password trên vào á, là cái div chấm thay chấm password, thì tôi sẽ anner lên là chẳng hạn như là login success chẳng hạn. Rồi tiếp theo thì nếu mà trong trường hợp ngược lại á, tức là cái password nó không đúng ấy, thì tôi sẽ anner lên là thì chẳng hạn như tôi sẽ sau cái anner là đi enter valid password chẳng hạn. Rồi tiếp theo thì cái trường hợp mà chẳng hạn như nó bắt được một cái error nào đó chẳng hạn, thì tôi sẽ gọi get ở đây này để tôi bắt error này. Thì đối với cái trường hợp mà bắt được error thì tôi cũng anner lên cái error. Thì tôi sẽ anner lên này cái error là login fail. Due to, tôi sẽ due to bởi cái error này. Tôi sẽ gọi error và tôi sẽ chấm message. Rồi theo tôi sẽ nick cho say này. Rồi theo tôi sẽ lên lại trình duyệt này. Thì chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ nhập một cái username không hợp lệ trước này. Rồi theo tôi nick cho login này. Đó thì nó sẽ sau lên là cái lỗi login fail due to như vậy. Đó, not fail này. Đó. Rồi theo chẳng hạn như tôi nhập một cái username hợp lệ chẳng hạn. Rồi theo tôi nick cho login này.
Đó thì nó sẽ sau đây là Enter Vanity Password này. Đó. Rồi theo tôi sẽ nhập một cái password hợp lệ này. Rồi theo tôi sẽ nick cho login này. Đó, nó đã alert cho tôi là login success này. Rồi theo thì khi mà login success ấy, thì tôi cũng cần phải điều hướng, chuyển hướng người dùng về một cái trang khác. Ví dụ tôi sẽ điều hướng người dùng về cái trang home chẳng hạn. Thì bây giờ tôi sẽ đi xử lý sau. Thì vừa nãy thì ở trên này tôi đã khởi tạo một cái biến tay là e-login success như vậy này. Thì ở cái chỗ if này này thì nếu mà người dùng login success ấy, thì tôi sẽ phải set lại cái biến tay cho cái biến e-login success. Thì tôi sẽ gọi deep chấm set tay và tôi sẽ set tay lại cho cái biến e-login success này bằng true. Rồi theo thì ở chỗ render này này thì nó tương tự như là bên editor, thì tôi sẽ kiểm tra cái biến tay e-login success và tôi sẽ return về cái navigate để nó điều hướng đi này. Đó thì tôi sẽ if và tôi kiểm tra did chấm tay chấm in login success này là tôi sẽ return về cái cổng là navigate này, là tôi sẽ return về cái đường dẫn là dấu xuyệt, dấu xuyệt tức là nó trả về trang home á. Đó thì tôi sẽ return về cái bài. Rồi theo tôi sẽ make cho save này. Rồi theo tôi sẽ lên lại trình duyệt và tôi test lại này. Chẳng hạn như tôi sẽ nhập vào cái username hợp lệ cho này. Rồi tiếp theo tôi sẽ đi cho login này. Đó thì nó xông lên cái anner là login success này. Tôi đi cho ok này. Đó đi cho ok thì các bạn thấy là nó đã điều hướng chuyển hướng cho tôi về cái trang home như vậy. Đó. Đó thì như vậy hôm nay tôi đã demo cho các bạn làm xong cái chức năng login và chức năng editor. Đó thì về cái phần xử lý cho mấy cái phần như là docking và editor chúng ta còn rất là nhiều cái chức năng khác, ví dụ là chức năng về dockout này, còn là chức năng về check permission khi người dùng người ta truy cập cho một cái URL nào đó thuộc một cái phân vùng nào đó, ví dụ như là URL chuyển admin chẳng hạn, thì chúng ta cần phải đi check cái permission của người dùng. Nếu mà người dùng người ta có cái permission ấy, thì chúng ta mới cho phép người dùng người ta access cho cái phân vùng đó hoặc là cái URL đó. Thì nếu mà bạn nào á muốn tìm hiểu sâu hơn về cái phần các chức năng ấy, liên quan đến cái phần xử lý authentication và authorization á, thì các bạn thể tham gia vào cái khóa học gọi là khóa học lập trình React.js chuyên sâu của tôi. Thì ở trên Udemy á, thì tôi có một cái khóa học gọi là khóa học lập trình React.js chuyên sâu. Thì các bạn đi vô cái trang Udemy này và các bạn search Mẫn Nguyễn này. Đây thì ở đây tôi có một cái khóa học gọi là khóa học lập trình React.js chuyên sâu với lại Bootstrap, Master UI, Deduct, rồi Hook, rồi DevTools API vân vân. Đó. Thì ở trong cái khóa học này thì tôi có rất là nhiều cái nội dung khác nhau. Ví dụ như là về cái phần xử lý authentication thì tôi sẽ có rất là nhiều cái bài xử lý các chức năng khác như là chức năng về knockout này, hoặc là chức năng về authorization and deduct protected DAO này, rồi chức năng advanced authentication with gdpr này. Vâng, đó. Rồi ở trong cái khóa học này thì tôi còn có rất là nhiều cái chương khác như là sử dụng React với lại Deduct, rồi làm việc với lại Form, làm việc với lại RESTful API, rồi về sử dụng React Hook vân vân. Thì nếu mà các bạn nào thấy cái khóa học này phù hợp với lại cái nhu cầu của các bạn thì các bạn thể đăng ký và tham gia vào cái khóa học này của tôi. Thì ở trong cái khoảng thời gian đầu năm mới 2024 thì tôi sẽ tạo ra cái mã giảm giá cho cái khóa học này. Thì cái phần link đến cái khóa học này thì tôi sẽ để ở cái phần mô tả của cái video của tôi ở trên YouTube ấy. Thì tôi sẽ để cái link kèm theo cái mã giảm giá. Thì nếu mà các bạn nào thấy khóa học này phù hợp với lại cái nhu cầu của các bạn thì các bạn click cho cái link và đăng ký sớm cái khóa học này để hưởng những cái ưu đãi. Đó thì hôm nay tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.